Ok, chào các bạn. Thì hôm nay nói là vì muốn trả lời câu hỏi của người cháu, hỏi là vì sao mà suốt 30 năm mà chỉ ít người lái, dưới 10 người lái ở tỉnh bang Ontario này. Tỉnh bang Ontario này là coi như tập trung những người tài xế ở đây chứ không phải ở những vùng khác. Chứ Quebec thì chưa có ai. Rồi còn ở đây thì dưới 10 người. Và có mình tôi là duy nhất lái cho Intermodal. Thì cho đến giờ này thì thật sự những người tài xế mà lái, nói là lái ở Canada này đó, hỏi Intermodal là cái gì, họ không hiểu cái chữ đó là diễn tả cho công việc gì. Thật sự như vậy, nó bị hạn chế, rất là nhiều hạn chế về vấn đề mà từ ngữ, về vấn đề mà sự chuyên nghiệp. Rồi thì lý do nào? Thì cái ngày xưa quan trọng nhất là bị ảnh hưởng về cái tinh thần của người vợ. Rồi đến về cá nhân của một người ở đây muốn lên làm tài xế thì nó khác biệt với những người Việt Nam nhiều lắm, ở bên Việt Nam nhiều. Thì hầu như là những người Việt Nam thì những người nói là ô cái ông tài đó có ăn học gì, thế đó, ô chả có học hành gì để mà chỉ làm tài xế thôi, thì nó khác, nó đi ngược lại bên này nữa. Bên này hầu hết là những người Tây họ đi lái xe này nè, là bước đường để họ đi lên, tức là đều có cử nhân hết rồi, nhưng họ không tìm được việc của họ, thì trong lúc họ cần tiền để mà trả nợ lại nhà nước thì họ đi vô cái nghề này, là họ chịu vất vả. Rồi từ cái nghề này đó, sau này họ trở vô họ xin việc tại những hãng to thế này nè, thì có tài xế và có những người làm trong văn phòng, thì sau đó họ có cơ hội họ nhảy vô cái nghề mà họ học, ví dụ như business administration thì họ có thể làm trên cái nghề quản lý, thì họ đi vào đó. Nhưng mà nó khác biệt với Việt Nam nữa là chỗ nào, là khi mà họ lái xe rồi mà họ đi trở về vô văn phòng, tìm được cái nghề ở trong văn phòng để làm việc, thì hỏi là đầu tiên thì hãng chỉ hỏi đơn giản thôi, do you accept your pay cut, do you accept your pay cut, tiếng Việt đơn giản là mày chịu mất tiền không. Nó là đầu tiên như vậy, là vì cái đồng lương của cái người tài xế luôn luôn cao hơn đồng lương của những người làm ở trong văn phòng. Thì là vì sao, là vì ảnh hưởng đến cái an nguy của sinh mạng của người ở bên đây được đánh giá rất là cao. Khi mà các bạn chết rồi là coi như không còn gì hết, biến mất hết. Các bạn thấy là coi như Steve Jobs là CEO của Apple chết rồi, đành mới năm mấy tuổi thôi, không còn gì hết. Thì cái sinh mạng rất là quan trọng. Vì thế mà khi mà lái xe thì đưa đến sự ảnh hưởng của sinh mạng đó. Thì do vấn đề mà suy nghĩ nó đi ngược chiều, nó bị sai, nó bị như vậy đó, thì đưa đến cái người chồng, người đàn ông mà có vợ rồi đó, nó lại bị ảnh hưởng cái chuyện đó. Rồi bản thân của những người ở dưới này đi lên thì thật sự họ bị một cái chuyện nữa. Thời tiết như thế này, họ lái xe nhỏ, họ bị tai nạn, họ bị cảnh sát phạt. Rồi họ cứ sợ, họ không dám lên tới xe lớn nữa. Xe lớn sẽ bị phạt nhiều hơn nữa. Thường thường xe nhỏ phạt 100 đô, thì xe lớn sẽ phạt 200 đô. Cái lực nó gọi là double đối với Canada. Mà bị một tấm giấy phạt của xe lớn thì ảnh hưởng luôn bảo hiểm của xe nhỏ mà mình mua. Xe lớn thì hãng trả tiền, ảnh hưởng tới xe nhỏ. Nó có những cái rủi ro như vậy, rất là rủi ro. Rồi trường hợp bên cạnh đó thì nhiều người họ, thí dụ như sau cái tháng 9, 11 tháng 9 2001, thì lại Canada lại bị tài xế của Canada mà phải xin thẻ này của Mỹ, nó gọi là fast approve. Các bạn có thấy nè, fast express đó, gọi là fast approve. Tài xế Canada mà phải xin cái này của Mỹ
thì mới hạ thì những được thì mới được những hãng của Canada nhận. Là cái thẻ này là cái gì? Đơn giản thôi, là chứng minh là người này trong sạch, chưa từng bị tiền án, chưa từng bị tù tội ở trên tất cả những nước nào mà trong cuộc đời mà người đó đã đi qua đó, là không không có bị, thì người này được quyền chở những chất hóa chất ở bên Mỹ trên trên đoạn đường của Mỹ về Canada, rồi không bị hạn chế ngay biên giới, là được coi như chấp thuận một cách nhanh chóng. Nó chỉ là cái, nó là cái này. Thì những người mới, tài xế mới, mấy người có cái này là cái bằng lái của Canada, có cái này thôi, có cái này thôi, có cái này thôi. Không biết làm sao để tìm apply xin được cái thẻ này. Thì thế mà trong lúc mà những người mới đó thì họ bị tắc nghẽn. Thì mặc dù họ có bằng lái ở Canada rồi, họ vẫn không tìm được việc, lý do là họ không có cái thẻ này, cái thẻ Fast Approve này là một. Rồi họ đi tìm một cái việc chạy trong thành phố, làm cho những hãng nhỏ, rồi vấn đề liên kết với một cái xã hội bên ngoài thì không có, bị tắc nghẽn. Thí dụ như không quen biết được với tôi, không quen biết với những người đang lại làm, là tại chúng tôi đi làm việc trên nghề này là chúng tôi riêng biệt, là không ai gặp mặt ai, chả ai biết ai, chỉ lâu lâu gặp trên đường thôi, thì có sự tình cờ gặp thôi, chứ ngoài ra không có một cái gọi là một cái nhóm như là Trucker Association. Thí dụ như đó là tụi tôi không có nhóm họp là chỗ đó. Điều thứ hai nữa là hình như là những người lái xe như chúng tôi nè, là không có đi gặp mặt ở trong những cái cộng đồng người Việt ở đây, tại vì chúng tôi không muốn dương líu vào vấn đề chính trị, là tại vì cái thẻ này nè, chúng tôi không muốn đi biểu tình chống cộng hay là chống đối Mỹ hay chống đối ai hết, chúng tôi chỉ muốn đi làm việc thôi. Và thấy chúng tôi tách rời chúng tôi ra, và tôi chắc tách rời thì tôi nghĩ là những người khác cũng tách rời y chang như tôi như thôi. Thế mà không có tập trung ở một cái nhóm họp, một cộng đồng nào hết. Có nhiều người thật sự nó cái khó khăn của người tài xế ở đây. Vì thế mà các anh em ở Việt Nam nghĩ là có sang đây làm ngược được tài xế ở đây không? Không. Là vì chính vì một số người đã lái xe ở bên Việt Nam trước giải phóng mà sang đây họ vẫn không có trở lại được cái nghề. Rồi là vì không phải là nói là làm nghề này là có tiền, không phải như vậy. Nghề nào cũng làm có tiền hết, nhưng mà nghề này làm nhiều tiền hơn nghề khác. Nếu các bạn chịu làm nhiều giờ, là vì những hãng khác, những nghề tay chân, những nghề này kia nó chỉ 40 tiếng tuần thôi. Còn cái nghề này là 70 tiếng một tuần, các bạn có chịu bỏ hết 70 tiếng một tuần vào đó không? Rồi cuối tuần, một tuần, hai tuần mới về nhà một lần. Mà nó sự liên tục như vậy trong hết quãng đời của mình, khi mà đã nhảy vào nghề này cho một hãng lớn. Còn ngược lại hãng nhỏ thì hôm nay có việc, ngày mai không. Hôm nay làm 12 tiếng, ngày mai làm được 14 tiếng, thì ngày hôm tới nữa thì ở nhà đi. Nó cứ như vậy đó, thì nó trở thành một cái sự không ổn định. Thì những người làm ổn định, tức là những người phải bỏ thân mình vào cái ngày đó, đi vào một hãng lớn, thì hãng lớn họ cần tài xế, chứ không phải hãng nhỏ cần. Đó là một chuyện nữa. Tại hãng nhỏ, tại sao gọi là hãng nhỏ? Giờ thí dụ như tôi mua 10 chiếc xe tôi thấy đó, tại vì xe nào cũng nợ mà, chỉ bỏ 10% vô thôi, 150.000, 180.000, thì tôi bỏ 18.000, 20.000 vô đó thì lấy chiếc xe về rồi. Thì một chiếc xe như vậy thì nếu mà thật sự như tôi có một hợp đồng như hãng này, tôi thấy vô đó thì tôi theo người tài xế thì chạy tốt, xe tốt, xe mới nữa, thì tôi lời có 1.000 đồng một tháng thôi. Đó, mà người tài xế đụng cái bùm một cái đó là tốn tiền bảo hiểm á, là mình trả trước đó, mình phải trả trước, gọi là deductible đó. Nếu tài xế mình lỗi thì 5.000 đô, từ 2.500 tới 5.000 đô. Nhưng mà hãng này đó, hãng tôi đang chạy nè, là 5.000 đô tiền bảo hiểm, tiền deductible mình phải trả trước đó. Thì nó rất rất là rủi ro, mà hỏi lời thì không bao nhiêu. Thí dụ như người đó lái cho mình được 12 tháng rồi, không cự nữ, không có phiền phức gì đó, kêu đầu làm gì làm đó, không phải kêu, không phải tôi kêu nó, mà
mà hãng nó kêu, tại vì khi mà đưa người đó vào lái xe của tôi rồi đó thì trực tiếp quản lý bởi cái hãng, thì hãng đưa đi đâu đừng cự nữ, thí dụ như vậy đó, làm được thì tôi, xe của tôi thì tôi lời được 1.000 đô một tháng, mà nếu mà sau 12 tháng đụng cái bùm cái đó thì mất 5.000 rồi đó, thì thấy mà có rủi ro, rất nhiều rủi ro trong đó. Đó như thế mà thà là làm ăn lớn. Rồi như tôi thì lúc mà tôi suy nghĩ rất kỹ là tôi phải không nên làm hình thức này nữa, là tại vì mình lên đến đó rồi mình không lên được được tiếp tục đó, thì nên nên cắt ngang đó. Thì tôi trở qua tôi làm nghề, tôi đi mua một cái tiệm convenience store. Thì nếu mà nói tới chuyện tạp hóa, tiệm tạp hóa ở đây nữa lại khác bên Việt Nam, những người suy nghĩ bên Việt Nam nữa là nghĩ là tạp hóa ở đây là cái tiệm bèo, nhưng mà thực sự bèo hơn là nghe nói nhà hàng ở bên đây thì nghe nói chắc nghe là đắt tiền dữ lắm hay thế nào đó. Không, nhà hàng rẻ tiền hơn là cái tiệm tạp hóa. Cái tiệm tạp hóa nó sẽ đắt hơn, và ngân hàng không bao giờ cho vay tiền hết, mà người đó phải có tiền mặt mà mua. Thì một tiệm như vậy mua ít nhất là từ 200 cho tới 300 ngàn đô Canada. Còn nhà hàng các bạn chỉ tốn nhiều lắm 50 cho tới 100 ngàn thôi, nhưng vẫn vay được tiền ngân hàng, là vì nhà hàng nó có bàn ghế bán được, có giá trị của nó, rồi máy móc ở bên trong, nồi ơi xoong chảo bên trong nó có giá trị của nó, thì có thể vay tiền được. Còn nhà hàng, còn cái tiệm tạp hóa thì không, tất cả bằng tiền mặt hết. Đó là một chuyện nữa, nhiều cái suy nghĩ khác nhau nó thì đưa đến những chuyện mà quay trở lại cho nghề tài xế. Tại sao đó thì các bạn thấy tôi đã đi qua, thì tóm lại như thế này: ở Việt Nam mình có nhiều cơn bão, nhiều lúc nhiều nơi bị lụt lội tùy theo từng năm, thì ở bên này cũng như vậy, cũng có bão. Hôm nay trời rất là đẹp ở bên ngoài, các bạn thấy không, trời nắng đẹp, tôi ăn mặc như thế này nữa, nhưng mà sáng sớm thì nó rất là lạnh, sáng sớm thì nó trừ, ban đêm trừ 9 trừ 10 độ, sáng lại còn trừ 7, rồi tới giờ thì nó, mặt trời lên thì nó nằm lại. Thì thời tiết không có góp phần cho mặt, thì ở bên này thì ở Việt Nam mình có bão, mưa bão, thì bên này có bão tuyết. Thì những lúc đó không nên ra đường, nó như vậy. Rồi những người nào tiếp tục đi trên đường thì phải tìm cách, tìm chỗ để mà ẩn, như tôi như vậy thôi. Nó thì tôi không dám mà chống lại cái những cơn mưa bão như thế đó, những cơn bão tuyết như vậy. Thì thế mà tôi đang đi trên đường thì tôi sẽ tìm cách, nhất là khi mặt trời nó xuống rồi không thấy đường rồi đó, có tụi nó vẫn tiếp tục lái. Thì những người đó nó có những cái tính coi như tùy họ, nó như vậy đó. Thì chứ thực sự là tóm lại thời tiết không đóng góp về vấn đề tại sao ít người lái ở tại Ontario dạo này. Thì nói tới giấy tờ, đó là một chuyện, đưa đến chuyện rất là khó cho một người Việt Nam đi lên nghề ở tại Canada này. Mà đối với Mỹ thì không bị hạn chế. Mỹ có cái fast approve, cái card fast approve hay không, không cần thiết. Tại vì bên từ phía đông, phía tây của Mỹ là 7.000 cây số, tha hồ mà chạy, không cần phải qua tới Canada. Đó, thì ở bên Mỹ thì tôi thấy là có rất người, nhiều người lái cùng hãng với tôi nè. Lúc mà tôi xin vào đây đó thì có khoảng 5-6 người gì đó, cách đây 10 năm. Mà bây giờ này đó, ai muốn tìm tên tôi ở trên cái hãng của tôi đó, nó đi một tour thế này nè, dài ba trang, tức là cũng dài 30 người Việt Nam mình, cái họ Nguyễn. Thì đó là một cái vấn đề ở Mỹ. Còn ở Canada này nó bị tắc nghẽn ở chỗ là lực lệ giấy tờ thứ nhất. Điều thứ hai nữa, công việc không ổn định nếu so với một nghề làm hãng. Rồi người tài xế
như tôi như thế này, xem như là nếu đi làm thì lúc mà con còn nhỏ đó, mấy đứa nhỏ còn nhỏ đó, thì tôi không có giúp ích được cái gì cho mấy đứa nhỏ hết. Không có giúp ích được cái gì cho mấy đứa nhỏ. Rồi đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là mới vô làm thì đồng lương nó không có, nó không ổn định, nó không nhiều không ít, từng nhiều từng ít. Rồi đến khi mình biết chuyện rồi đó, rồi mình biết mình làm được việc đó, thì lúc đó thì mới có đồng tiền thôi. Vì thế mà ở Canada rất hạn chế vấn đề cái nghề tài xế này. Thì nhiều khi những người đàn ông họ không muốn là đi xa nhà, họ chỉ muốn đi sáng làm, sáng đi chiều về. Thì nếu sáng đi chiều về thì công việc của họ không ổn định và lương của họ sẽ thấp hơn lương của người làm ở trong hãng. Đó, còn những người mà quyết định đi xa thì tôi thấy là như cái người mà tôi gặp ở trong hãng này ở 6 năm về trước đó, thì người đó đã bị mất việc ở trong hãng rồi, tới 50 mấy tuổi mới là cái hãng đó. Nó thường thường ở đây là mình làm việc lâu trong trong một cái hãng mà hãng nó đóng cửa, nó giờ đi chỗ khác thì nó sẽ cho tiền mình đi học một cái nghề mới đó. Thì người đó lấy tiền đi học một cái nghề mới là nghề lái xe đó. Thì sau đó họ, người đó làm cho tới giờ này, tức là họ cũng phải đi 2 tuần, đi ở ngoài 2 tuần rồi về nhà 2 ngày. Nhưng mà hãng này khác với những hãng khác là nó cho mình đem vợ con theo, đem người nào thân đó, chỉ mua bảo hiểm thôi, 10 đồng một tháng thì hãng này nó mua cho là để mà đem vợ đi theo. Thì có người vợ đi theo thì người vợ mới hiểu được người chồng cực khổ như thế nào, thì họ mới thương yêu chồng họ hơn, rồi có gia đình có hạnh phúc hơn. Còn ngày trước đây những hãng khác không được, những hãng khác hiện tại cho đến giờ này vẫn không cho đem đi theo. Đó là vấn đề mà bị hạn chế đó. Thì với hai nữa, cái cách xin việc thì những hãng lớn thì nó đều có cái chữ là equal opportunity, tức là cơ hội bình đẳng. Nghĩa là mình nộp đơn vô, họ không kể là họ Trần, họ Nguyễn, họ William, họ John, họ gì, họ không cần. Thế mình gửi, nếu mà mình gửi đơn mình vào thì họ sẽ xét việc đều hết, và họ sẽ gọi interview đều hết. Đó, thì cái cơ hội mà những hãng lớn mà nó để thêm cái chữ đó lên vô đó, thì người Việt Nam mình lại sợ, không dám nộp đơn vào. Là thấy điều kiện nó đòi hỏi quá nhiều. Nhưng sự thật cái điều kiện nó đòi hỏi là lực lệ, nằm ở trong lực lệ. Nó bắt buộc mình, mà chỉ nó muốn mình phải thực hiện làm việc tài xế, chạy đúng cách đúng lực, chỉ là như vậy thôi. Thấy nó đề rất là nhiều, nó cần này cần kia cần nó cần như vậy là đều nằm ở trong lực lệ hết. Đó thì thế mà người Việt Nam mình lại thấy những chỗ đó là sợ. Còn xin những hãng nhỏ thì không thấy nó để gì hết á. Chỉ để trả 20 đồng giờ, cần tài xế, làm nhiều tiền, như vậy đó. Nhưng mà kết cuộc rồi người đó khi mà được việc đó thì công việc nó không ổn định. Thứ nhất, điều thứ hai nữa, bảo hiểm sức khỏe không có. Nhà hàng nhỏ không bao bảo hiểm nhân mạng, không bao bảo hiểm nhân mạng, không bao luôn cái tiền bảo hiểm thuốc men như những hàng lớn. Đó, thì tóm lại là thật sự muốn trả lời cho cháu, các cháu nghe, thì thật sự phải dùng. Hiện tại tôi không biết là có bị thiếu hụt chỗ nào không. Thứ nhất là mặt không phải ít người lái ở tại Canada này. Thứ nhất về thời tiết là không phải. Thứ hai khó lấy bằng lái hay không? Không. Rất dễ lấy bằng lái, nhưng mà điều kiện để được nộp đơn, để được nhận bởi mấy hãng lớn, những hãng của Canada mà hàng ngày phải chạy qua lại bên Mỹ đó, thì cần fast approve đó, thì người Việt Nam mình rất hiếm được, mà không biết ở nơi đâu đi tìm, đi xin.
Nó trong trong trường hợp của tôi thì lúc xảy ra đó là 2001, thì lúc đó tôi đang lái xe qua lại bên Mỹ cho hãng hãng xe Ford. Hãng các bạn thấy mấy chiếc xe Ford đó. Thì lúc đó thì họ đơn từ họ đưa sẵn cho mình chỉ điền thôi. Điền rồi chụp hình rồi gửi tiền, giống như mình xin passport vậy đó, nó giống như vậy thôi. Nó rồi đợi đợi thời gian. Nhưng mà ngược lại thì lúc đó đó là Việt Nam mình vẫn là một nước thù nghịch với Mỹ. Vì thế phải đợi rất là lâu. Như những người trong hãng tôi mà đến từ Iran nè, gốc gốc gác của Palestine nhanh nè, là giải phóng quân Palestine đó, đợi nhất là 3 năm. Đó là cái tệ đó. Thì thế mà xin đi làm hãng nhỏ, rồi hãng nhỏ thì nó bị những chuyện, rồi cuối cùng họ có thể học bỏ nghề. Tại vì tôi thật sự tôi gặp được ba người thôi trong khoảng 30 năm. Thì tôi gặp hai người ở ở mười mấy năm trước đây, và tôi mới gặp một người ở gần đây. Đó là ba người thôi, chứ ngoài ra tôi không nó thì tôi chỉ nói là ít hơn 10 người, nó chỉ là như vậy. Nó như cuối cùng chỉ là như vậy. Còn ở Mỹ thì có nhiều hơn. Ở Mỹ là họ không không giới hạn vấn đề mà giấy tờ qua lại biên giới, và họ không cần qua lại biên giới. Nó thì tóm lại là bị nặng nhất là vì gia đình. Thứ hai nữa về mặt giấy tờ. Những tiêu chuẩn đòi hỏi mình phải có, tức là không có vi phạm luật trước đó. Đó, và không chưa chưa từng bị tù tội. À, thì chỉ là như vậy thôi. Thì đưa đến cái chuyện mà rất là khó khăn cho những người Việt Nam ở tại Canada này. Và có thể là một số người thật sự tôi không tiếp xúc với những người mà có bằng lái rồi mà không tìm được việc, chưa chưa tiếp xúc. Nó chỉ là như vậy, chỉ tiếp xúc với những người có bằng lái rồi có việc, mà công việc làm không nhiều tiền nhưng mà họ cũng đi lái xe, đó là làm ở thành phố được trả lương giờ, chỉ là như vậy thôi. Rồi công việc không ổn định, rồi có người đi xa mà mua xe lấy, thì có người đó ở Bạc Liêu, thì quê quán Bạc Liêu, thì trẻ tuổi hơn tôi 10 tuổi, thì cuốn chạy chiếc xe, thì thì chỉ được đồng lương đó, thì làm sao mà người đó tìm được cái công việc nào mà được đồng lương như vậy. Nó chỉ nói vậy thôi. Thì họ có thì người đó chịu chấp nhận là cực khổ, cái nào cũng 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 đi làm, xa nhà cũng đi làm. Thì bên cạnh đó người vợ thì rất là coi như giúp đỡ chồng. Nó thì đó là tôi gặp người đó, chỉ là như vậy thôi. Nên tại vì thật sự là lên được nghề này khi mà đã có vợ rồi, thì nếu người vợ họ giúp người chồng trong lúc mà củng cố đó, mới vô nghề nó không ổn định, là vì có ngày làm được có ngày không làm được đó, có ngày mưa có ngày tuyết có ngày bão đó. Nếu mà người nào cẩn thận thì không có lái trong trời tuyết, thì không lái trong ngày trời tuyết đó thì không làm ra tiền. Nó chỉ là như vậy thôi. Ok, chúc các bạn có một ngày tươi đẹp.